Hello, chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Văn Khánh. Thì đây sẽ là video thứ tư mình lên cho anh em. Cũng là một trận đấu thuộc World Cup nữ. Đây là một trận đấu có lẽ là căng thẳng, theo mình quan điểm của mình đánh giá thì nó là căng thẳng nhất từ đầu giải đến giờ. Trận đấu này nó cũng sẽ diễn ra vào 14 giờ chiều mai thôi. Trước khi đưa đến cho anh em những thông tin cũng như những mã kèo của trận đấu này thì anh em hãy cùng mình điểm qua. Thì với mình thì hiện tại đang có hai nhóm bóng, một nhóm Tele Lê và một nhóm Zalo. Thì với những anh em nào mà yêu quý đầu tư bộ môn banh bóng này thì cứ liên hệ với mình để mình đưa anh em vào nhóm giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Ở trên nhóm thì anh em chơi bóng cỏ bóng chính chơi hết nhá. Với nhóm Zalo của mình thì toàn những anh em chơi lâu năm thôi, chơi 3 4 năm nay, 5 năm nay với nhau rồi. Thực sự thì anh em chơi ở nhóm Zalo thì anh em thường chơi thông ngày thông đêm luôn. Trừ khi là nhà có cỗ bàn hay là đi chơi với vợ với bồ thì mới nghỉ thôi. Còn với nhóm Tele thì anh em mình chơi cũng rất là nhiều. Chơi rất là nhiều anh em nhá. Chơi toàn chơi đến 1 2 giờ sáng. Còn với nhóm Zalo thì nhóm này của mình thì chơi thông ngày thông đêm. Thì với những anh em nào mà đam mê nghiện ngập bộ môn banh bóng mà cần một nhóm để giao lưu học hỏi kinh nghiệm thì anh em cứ liên hệ với mình nhá. Thì mình sẽ đưa cho anh em vào nhóm. Rồi còn với trên kênh của mình thì mình đã lên cho anh em hai video trước đó, ba video rồi. Trận đấu giữa Costa Rica, ba trận đấu ở loạt World Cup chiều mai. Thì anh em chú ý đón xem hết những thông tin mình đưa cho anh em cũng như là những mã kèo để anh em tham khảo. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi tới trận đấu giữa Canada gặp Úc vào lúc 17 giờ chiều mai. Thì như anh em đã biết rồi, ở trận đấu trước thì đội tuyển Canada và đội tuyển Úc rất là bất ngờ, hai cái bất ngờ cực kỳ luôn. Với đội tuyển Australia họ đã bất ngờ để thua Nigeria khi họ đã ghi bàn trước nhưng cuối cùng thì các cô gái Úc đã để cho Nigeria bật lại với tỷ số 2-1. Điều đó tự trở thành một điều hết sức khó khăn cho Úc ở trận đấu gặp Canada này. Nếu mà ở trận đấu gặp Nigeria mà Úc giành chiến thắng thì họ đã rất là nhẹ nhàng đi tới vòng 1-8. Còn với đội tuyển Canada thì ở trận đấu này họ chỉ cần một trận hòa là họ đi tiếp. Một trận hòa anh em nhé, mình xin nhắc lại. Và với cái hiệu số của Canada hiện tại đang là dương 1. Còn Úc thì đang là dương không. Còn với đội tuyển Iceland thì có lẽ rằng họ thi đấu vì danh dự là chính thôi. Cho nên khả năng cao mình tin rằng đến 70-80% thì Nigeria chắc chắn họ sẽ đi tiếp. Chắc chắn họ sẽ đi tiếp nha. Gần như 100% là đi tiếp rồi anh em ạ. Nếu trường hợp xảy ra như thế này thì Úc với cả Canada có thể đi tiếp này. Đó là hai đội không, mình nghĩ rằng không còn cửa. Mình nghĩ là Nigeria đã chắc chắn đi tiếp rồi anh em ạ. Đã chắc chắn đi tiếp rồi. Với trận đấu này thì nếu hai đội hòa thì nghiễm nhiên là Canada và Nigeria đi tiếp. Nếu trường hợp Úc thắng thì Canada bị loại. Đúng không ạ? Nếu mà trường hợp kể cả Nigeria thua, trừ khi trường hợp Nigeria thua với tỷ số 2-0 trở lên. 2-0 trở lên thì khi đó nếu Canada với Úc hòa thì Canada với Úc mới đi tiếp. Cho nên là hai trận đấu cùng giờ thì anh em chú ý đón xem nhá, vào lúc 14 giờ chiều mai. Trận đấu này thì xin lỗi anh em là nó sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ nhá anh em nhá. Thực sự với đội tuyển nữ Úc thì tự họ làm khó họ thôi, tự họ trói chân họ. Khi cơ hội đến ở trong tay mà họ không biết nắm giữ. Với cái trận đấu gặp Nigeria khi thắng 1-0 rồi mà lại để gỡ lại, họ thắng lại tới 2-1 trong khi Úc có lợi thế là sân nhà. Cho nên ở trận đấu này thì mình nghĩ rằng hai đội này sẽ đá, mình nghĩ rằng Úc sẽ là đội chơi tấn công trước. Úc sẽ là đội chơi tấn công trước, họ sẽ chủ động tấn công. Về lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển này thì như mình thấy ở đây thì nó đều nghiêng về nữ Canada thôi. Đều nghiêng về nữ Canada. Ba trận đấu gần nhất thì nữ Canada đều giành chiến thắng. Nhưng mà ở trận đấu này thì đội tuyển nữ thì họ sẽ có tinh đội tuyển nữ Úc họ sẽ có tinh thần tốt hơn anh em ạ.
có tinh thần tốt hơn. 10 trận đấu gần nhất thì với đội tuyển nữ Úc thì họ thắng đến 8 trận và chỉ thua 2 trận. Họ thua 0-1 trước Scotland và thua 2-3 trước Nigeria thôi. Còn với đội tuyển Canada thì ở những trận đấu chuẩn bị cho World Cup này thì họ thực sự là không được tốt cho lắm. Hai trận đấu gặp Brazil thì họ thắng 1, thua 1. Một trận đấu gặp Mỹ thì họ thua 2-0. Gặp Nhật Bản thua 0-3. Gặp Pháp thua 1-2. Và họ hòa Nigeria ở trận đấu chính thức của World Cup với tỷ số 0-0. Và trận đấu này thì mình đánh giá cao cửa Úc thắng hơn anh em nhá. Có thể là tỷ số 1-0, có thể là tỷ số 2-1. Rất khó để có tỷ số một đều ở trận đấu này. Mình nghĩ là như vậy. Đội tuyển nữ Úc sẽ làm mọi cách có thể để có thể khoan được mảnh lưới của các cầu thủ nữ nữ Canada. Thì như anh em nhìn thấy ở trên cái sơ đồ dự kiến này thì đội tuyển nữ Canada sẽ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Còn với đội tuyển Úc thì họ sẽ ra sân với sơ đồ 4-4-2. Và đặc biệt thì bên phía đội tuyển Úc sẽ thiếu vắng khả năng ít nhất là hai cầu thủ, đó là Flowner và Avi Nuik. Và cầu thủ Samatha thì chưa chắc đã trở lại thi đấu anh em nhé. Về mặt lực lượng thì có vẻ là Úc yếu thế hơn, có vẻ thiệt hại hơn. Nhưng về mặt mình đánh giá cao về cái tinh thần ở trận đấu này. Tinh thần của đội tuyển nữ Úc, thứ nhất là họ có được sự cổ vũ của khán giả nhà. Thứ hai nữa là họ trong thế là phải bắt buộc phải thắng. Và mình thông tin thêm cho anh em thì với trận đấu này hiện tại thì kèo đang ở mức tài 2.25 và nữ Úc chấp 0.25. Với lợi thế sân nhà thì đội tuyển Úc đã được nhà cái họ đưa ra mức kèo chấp 0.25. Và hiệp 1 sẽ là đồng banh thì anh em mà đi Úc thì ăn rất thấp, anh em đi Úc bỏ đủ ăn có 61 thôi. Dung hiệp 1 mới ăn có 68 và tài 1 hòa thì bỏ 88 ăn đủ. Với cái kèo nữ Úc chấp 0.25 thì anh em lại bỏ rất ít, bỏ có 82 thôi mà anh em ăn đủ. Thực sự nếu với cái kèo chấp 0.25 này mà ở trận đấu này anh em hãy đợi 10 phút đánh hoặc 15 phút hiệp 1 thì anh em sẽ chỉ bỏ tầm, mình nghĩ là tầm 60 thôi, 60 để ăn đủ anh em ạ. Trường hợp ví dụ anh em mà nó không nổ banh thì anh em đánh 6 lít thì anh em chỉ thua có 3 lít thôi. Anh em nhé. Trường hợp nếu mà trường hợp cái hiệp 1 này anh em đi chấp 0.25, tức là 1 phần 4 banh. Còn với cái kèo tài 2.25 này thì thực sự là mình nghĩ là, nói chung là nếu trường hợp Canada ghi bàn trước thì nó hay hơn. Mình nghĩ là hay hơn thì trận đấu này nổ tài sẽ chắc chắn. Còn nếu Úc ghi bàn trước thì khả năng có khi là đứng hình luôn anh em ạ. Thì mình sẽ chốt kèo cho anh em ở trận đấu này. Và trước khi chốt kèo thì mình thông tin thêm cho anh em là với đội tuyển nữ Canada thì với những anh em đầu tư kèo handicap, kèo châu Á thì anh em đã thua 4 trên 5 kèo gần nhất. Như vậy là mình sẽ không tin tưởng vào kèo Canada ở trận đấu này. Anh em nhá. Không, mình không tin tưởng vào kèo Canada trận đấu này. Và với đội tuyển Úc thì kèo có vẻ là tốt hơn. Trừ trận thua Nigeria là mất rất là dở. Thì 8 trận đấu gần nhất thì Úc đã mang lại chiến thắng cho những anh em chơi kèo handicap, kèo châu Á tới 5 kèo và chỉ hòa một kèo và thua hai kèo thôi. Cho nên ở trận đấu này thì mình tin tưởng đặt vào nữ Úc nha anh em. Thì anh em hãy giã cho mình cái kèo Úc chấp 1 phần 4 tức 0.25 HT và Úc chấp 0.25 cả trận. Còn nếu mà anh em nào mà đạn nhiều đạn khỏe ấy, đánh hẳn kèo chấp 0.5 cho mình. Anh em nhá. Anh em nào đạn mà khỏe thì có thể đánh cho mình cái kèo chấp 0.5. Hoặc là anh em đã đánh kèo hiệp 1 chấp 0.25 rồi thì anh em hãy đợi cái kèo 0.5 này nó xuống tầm 7 mấy 80 anh em đánh mạnh tay cho mình. Mình tin tưởng trận đấu này Úc sẽ giành chiến thắng ít nhất với kết quả 1-0. Nếu trường hợp mà nổ tài trận đấu này thì mình nghĩ kết quả sẽ là 2-1. Đó đó là những thông tin mình muốn đưa cho anh em để anh em tham khảo đầu tư. Thì với những anh em nào mà cần một trang trả trước uy tín rút nạp
nhanh nhiều lần thì hãy liên hệ ngay với mình qua Zalo hoặc TN. Còn với những anh em nào mà đang học đầu tư bộ môn banh bóng này mà nghiện ngập thì mà chưa hiểu biết gì về nó nhiều thì mình cứ nhắn tin cho mình sẽ hướng dẫn anh em. Anh em có thể hỏi bất kể mã kèo nào, mình có thể đọc hiểu cho anh em, giải thích cho anh em hiểu anh em nhé. Rồi, video của mình đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh em.